Ê, cái này lạ này, cái này lạ nè. Thôi, chị mua đi, mua đi, mua đi. Ha. Ừ, đặt đi. Okay. Đặt đi, đặt đi. Một miếng mà xay đắm hai giá hay hết. Thôi ăn. Không biết là cái món này sẽ như thế nào đó, nhưng mà trước khi vô clip thì mọi người hãy nhớ cho Linh và Ngọc một like, một subscribe và nhớ nhấn cái chuông để nhận thông báo khi mà Linh ra clip nha. Và đừng có quên là qua Facebook của bạn Nguyễn Diệu Linh nè đó, với Ngọc Tuyết Tiền đó, qua đó follow để mà tương tác với hai bé hoặc là xem hai bà livestream đây rồi đó. Ok, bây giờ mình vô chuẩn bị kính nghiêng. Đây, trong đây là sẽ có một món đồ ăn rất là đặc biệt và rất là mới mẻ, đó là kẹo gà sữa trân châu. Wow, nghe là lạ phải không? Với lại ở trong đây là sẽ có 36 món ăn vặt rồi để chung. Đang rất là hot luôn. Đó thì hôm nay bà Linh order về thử ăn có ngon không? Bây giờ là mình tập hợp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kẹo nha, kẹo trà sữa. Ôi, cái ly trà sữa luôn. Wow. Ôi. Đi ăn đi. Ăn nè. À, ba mình ăn, rồi để chung. Có ai gian không ta? Để mình mở mình đếm coi. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra mình đếm coi đúng không ạ? Ủa, nhiều quá. Đâu đếm rồi, đếm rồi. Ít. Nè, một miếng là xay chấm, hai miếng là chấm xay. Thôi, để ăn nữa. Không có thời gian nào mà đếm. Nói chung là cái đống này đủ 36 miếng rồi mọi người. 36 gói đủ rồi. Đó, bánh nhịp. Nói chung là bánh lạ không á, lần đầu tiên mình thấy luôn á mọi người. Nhưng mà nhiều món, nói chung là bây giờ mình thử đi. Ok, hả? Trong đây thì Linh để ý Linh thấy là hình như nó trùng món với nhau á mọi người. Nó không có khác nhau 36 loại luôn đâu. Bây giờ mình sẽ phân ra xem tổng cộng là mấy loại khác nhau nha. A few moments later. Nói chung là đây bây giờ Linh đếm nha. 1 loại, 2 loại, 3 loại, 4 loại, 5 loại, 6 loại, 7 loại, 8 loại, 9 loại, 10 loại, 11, 12, 13, 14, 15, 16 loại. Ok, bây giờ là mình sẽ review cho các bạn cái món này trước nha. Trà sữa chân châu. Thật lắm. Cái vị này là cái vị là cà phê sữa đó mọi người. Cà phê nên là nó màu đen, cái này nó có hai vị nha. Nhưng mà Linh order được cái màu này thì bây giờ Linh sẽ khui nó ra. Trời nó đẹp quá mà bây giờ. Ăn không á. Trong tí gì đâu. Trời xé cái mất tiêu cái nguyên cái đám chân châu này luôn ạ. Em đem bỏ cho sữa uống chân châu nè. Đó bây giờ Linh sẽ đổ ra. Em giống kẹo trong nhiều lắm. Wow. Sẽ có 27 viên ở trong đây. Mà một gói như thế này thì có giá là 53 nghìn. Wow, nói chung là không có mắc. Đội đầu nó giống như miệng vậy đó. Đó thì bây giờ Linh sẽ xé cái này ra. Thì Linh nghe đồn là vừa ăn được vừa uống được. Ê, trời xé hoàng đức luôn đó mọi người. Trời ơi, Linh trong nó có màu đen nè, thấy vừa à. Đó nhiêu rồi, 2, 4, 6, 8, 10 rồi ok. Trả luôn. Đó, bây giờ bà Linh sẽ ăn thử viên không coi. Quỷ này nè, mày ăn đi. Nè, thành quả của mày nè, mày ăn đi. Đó. Nó quậy. Thấy sao? Á không, một trà sữa này lon lắm mày. Chứ quá. Thì này trà sữa này lon. Đó, bây giờ Linh sẽ ăn. Nhỏ này nập bàn quá mọi người. Đừng nghe lại đó mọi người ơi. Nên Linh sẽ ăn ăn nào. Ăn nhỏ nhỏ đếm một cục say lắm. Nani? Ăn được không? Nặng thôi mình chưa cắn. Đúng rồi, nó hơi thuốc bắc đúng không? Ờ, nó tưởng nó cái viên thuốc bắc mà hồi nhỏ mình hay uống cái viên mà đen rồi rồi. Có hay uống đó. Ờ, chỉ là bụng thôi. Béo luôn á, đúng không? Dẻo. Nó dẻo lắm luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ đây thử pha ra uống. Hai bao pha hai cục thôi. Tao pha mấy cục luôn. Bây giờ bà Linh sẽ đổ nước nóng vô. Ủa? Thêm, nước nóng. À, hên.
dụng nha. Nhờ vả, nhờ vả mà có cho một kẹo nào đâu. Kẹo ta. Chai nước mà ăn gì. Bây giờ cho anh cục đi rồi đưa mình nước nóng nè. Cái vỏ mà. Cái cục kẹo nè. À. Nặng đó. Chai dùng sắp tới. Kẹo đây hả? Kẹo. Mày xúi tao. Tao xúi bà nào trời em. Mày xúi tao chi không nổi tao kìa. Tao thấy suối đâu. Giờ mình chế vô. À. Trời ơi, suối trắng sáng chói luôn rồi, nó ra thành màu trắng. Cái nhựa nó lạc đấy. Rồi, đó. Nhà mọi người, cái mới đổ nước vô là suối trắng nó thành trắng tư luôn nè mọi người. Suối trắng. Không nhựa nữa. Lại quậy lên. Đó. Quậy sương sương lên. Ăn trắng khác luôn kìa. Nè, có một cục trắng châu rồi nè. Trắng châu ở trong. Mình quậy một hơi cho nó tan cái đó ra làm đủ được. Khỏi cần pha chế. Rồi. Ông đi lên. Đó. Bây giờ mình sẽ thử miếng nước coi. Né. Ủa tao uống nước thôi mà. Ngon ngon. Béo. Béo nhưng mà ngọt lợ lợ à. Tôi nghĩ là sắp phải bỏ thêm vài cục vô á. Lên quậy thôi. Cặp cặp này giờ chưa uống được. Thì quậy cho nó nát ra. Ủa lộn nó tan ra. Nó nát kìa. Chân cà trâu nè. Bây giờ mình thử miếng nữa. Thử hoài luôn, thấy hết cái ly đó thì cần thử nữa. Nó dữ, béo béo. Thơm thơm, thôi nhạt nhẽo như vậy là được. Chứ đậm quá uống nó bị đau họng đó mọi người. Ok, đã tan hết. Ok, vô họng. Ý, còn viên trắng tư, mới bỏ vô sao. Nói chung là quậy 8890 lần. Ừ, đó thì bắt đầu mình uống rồi. A few moments later. Ok, bây giờ mình thử thôi xong rồi nè mọi người. Giờ Linh sẽ thử một viên với lại một miếng nước ha. Đó. Thử đi. Cái kẹo nó dẻo cực kỳ luôn mọi người. Cái gì kẹo dẻo luôn. Nhưng mà nó thơm. Nó ngọt nhẹ. Nó không có ngọt gắt, nó ngọt ngọt rất là nhẹ. Rồi nó thơm, cái mùi như có cacao hay cà phê gì ở đây đó. Nói chung là cái mùi nó khó phân biệt quá. Cái hương vị của chung nó khó diễn tả quá. Mà nó ngon đúng không? Ừ. Nói chung là thành ăn. Ngon. Nó không khó ăn. Ngon lắm rồi mọi người ơi. Nói chung là ngon đó. Này chung mấy bạn nhỏ khoái lắm. Đó, nói chung là cái món mà kẹo trà sữa trân châu. Tôi làm gì nó đẹp, nó gắn cho nó đẹp. Đó thì cái món này đó mọi người, nó đang rất là hot ở bên Đài Loan. Đúng rồi. Cái này là của Đài Loan đó mọi người. Thì mọi người cứ order về đi. Nó cũng rẻ lắm, nó không có mắc đâu. Nó 27 cục mà nó có 53 chỗ. Nhiều chỗ nó bán 40-50 ngàn. Đúng rồi. Đó thì mình mua về mình ăn thử, đảm bảo ngon. Tới này, giờ đứa sẽ chọn ra những món mình thích để review. Đó, giờ thích chọn nào nó chọn đây. Rồi. Trời ơi, bánh nguyên một bàn luôn á mọi người. Rồi, ok. Cái bánh này nè. Mình sẽ múc cái bịch này trước. Không hiểu tại sao ở trong đây lại có 4 bịch này. Thì bây giờ mình sẽ ăn một cái bịch này. Nhà sản xuất đúng kỳ cục luôn á. Nó xé xé trên đầu, xé để cái đứt xé lỡ đứt ta lên. Ai có chưa lấy cũng được. Nè. Mẹ diễn biết luôn trời. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Gì vậy? Nghe mũi cay. Nói chung là đây. Đây bánh tráng trộn à. Bánh tráng trộn. Không phải, nó là cái gì á. Mùi của nó khai khai. Không nghĩ nó luôn. Không, nói chung là không biết cái gì rồi nhưng mà ăn thử. Giống bánh tráng thiệt. Cay nè. Có tiêu nè. Ớt. Trời. Thì nói chung là này nó giống tựa như bánh tráng. Giống bánh tráng ướp á mọi người. Nên lại ngập. Nói chung là cái mùi nó không có quen mọi người ơi. Thôi bỏ qua đi. Ăn nói chung là ăn tạm được. Bà nội này ăn tạm được. Màu cam. Ăn lại giống cái miếng đó y chang luôn á nhìn nè. Ờ ha. Ờ. Đâu xé ra coi. Ê y chang. Sao giống luôn vậy? À, ai nó thơm lắm. Ai nó thơm cái mùi giống ai đó đi học ăn bánh y chang luôn á. Bị lừa hả? Không, nhưng mà cái mùi là mùi khác. Hương khác. Hương này hương thơm hơn. Chết rồi, giờ cái này không có biết cái tên này, đường nó nói cho mấy bạn nghe. Hai em sẽ mở luôn cái màu cay. Đây được không? Mấy cắt cho. Đúng là cái mùi này nghĩ mình mà quá chung là mình ăn thức ăn nó vẫn khó lắm ha. Tại vì cái mùi nó rất lạ, mình không có chấp nhận. Ui, được. Cái này thơm giống mì bò nè, thử đi. Wow. Ừ, cái đó được. Đây. Rồi. Không thấy gì chống chứ. Giống mì bò hả? Đây còn đây là cục của bà Linh. Cục của bà Linh. Cái mùi giống khai khai. Ê chan nha luôn á. Ủa cái gì mà nãy giờ ăn sao giống nhau hoài vậy? Ê cái bịch khác mẹ chan nha luôn á. Nhưng mà mùi khác. Đúng rồi. Chắc
trắng miếng. Đồ chung là hình như Linh cảm thấy là cái món nào nó cũng cay á. Ôi cay quá. Thịt thì đâu cay đâu. Ừ. Nói chung á, ơi cái này được nè. Nhậu là bá cháy luôn. Được rồi. Anh đi ngồi dạy ông đi đi. Cái này ok. Nhưng mà cay. Mà cay ăn giặt nó mới phê. Ngon quá. Nhiều điểm. 80 điểm. Ừ, này cũng 80 điểm. Tâm khắc. Thôi giờ Linh sẽ ăn cái bịch này. Này là không biết là gì. Ăn gì Linh? Ngọc ăn con mực. Nó cái mùi nào cũng khai khai á. Cái này còn khai hơn nè thử. À. À, đây 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 đây. Cái thằng này nó có giác một con gà nè mọi người. Đây, giống như cái kiểu là thịt gà quay á. Anh cuốn là nó. Anh nướng. Bằng nhuyễn ra. Nói chung là cái này là thịt quay ướp vô sa tế rồi các thứ quay. Mấy bà nào mà mê cay á, ăn mấy cái món nội địa này xuất sắc luôn, món nào cũng cay. Đây, bây giờ mình sẽ tới cái món này. Ăn cái này nha, cô gái đứng chạy bánh xe. Chạy bánh xe là cái gì? Đây, bây giờ mình sẽ ăn cái này. Ngon. Bánh tắp vậy. Gần biển mọi người ơi, gần biển. Gần biển. Xào gia vị á mọi người. Cái kiểu ăn nó giống vậy. Đó, nói chung là cái này là buồn buồn miệng à. Đem mấy này ra ăn một phát, tôi nghĩ là chắc cũng phải mười mấy phút. Nói chung là cái này cũng ngon. Xong bây giờ bà Linh sẽ ăn tới cái tàu xù tóc gói. Tóc gói nhà đâu Linh không? Cái này hình như thịt bò ướp nè. Cái này như bò nè. Ăn tóc xù với bà Linh á. Kệ nó không hói nè. Nào bánh nấy có chút xíu vậy ha. Đại mình sẽ nặng lên. Quý gì đây? Ê, Ngọc sẽ ăn được câu hết. Thịt heo. Biết ngay mà, để miếng thịt nè. Ướp gia vị vô nè. Đi như đem nướng á. Cái gì đó ngon, ngon. Ai ăn cái gì vậy? À biết. À, ăn cái gì? Nãy giờ ăn được cái món này ngon nhất. Anh tôi biết nó là cái gì luôn mà ăn thôi bên. Trời ơi, thấy cái này cũng giống cái nào à? Thịt dịch tới. Thịt dịch. Cay quá mọi người ơi. Đây, không biết cái gì luôn. Cái này giống như măng á mọi người. Ờ Linh mới nhìn thấy hay quá là tôi không biết gì đó luôn. Không, nhưng mà không phải măng. Củ cải. Củ cải trắng. Răng mì xào à, cô bé miễn chi. Trời ơi, nó nhìn thấy ra con mực mà không biết nó nhìn sao ra mì xào luôn á. Chết rồi, giờ review cái món này là như hai con điên luôn á. Bây giờ hai con điên luôn. Không có biết được là cái món nào là cái món nào luôn á. Không biết cái tên. Giống như vậy, biết con cá khô rồi. Thì mình sẽ biết cái đó là con cá khô. Bây giờ mình sẽ ăn con cá cơm nè, cái này giống con cá cơm. Ờ đúng rồi. Thơm quá. Đây. Cái gì? Con cá cơm dưới quê nè. Sao một hồi ăn mãi mê không biết món gì bên đã tiền đồ món. Mà Hương. Đó. Cái này là cái hộp gì nè. Mọi người giờ chỉ việc ăn và cảm nhận và đón thôi, chứ giờ không biết chính xác được. Cái này giống miếng miếng gì bên? Miếng tàu hũ non, giống dưới quê người ta hay ăn chay á. Đúng không? Giống miếng cá hồi vậy chứ sao? Nó hỏi là đã. Thôi mệt nó ăn đi. Đây là sẽ đổ ra. Cái này giống thức ăn cá thì Linh nói cho vui thôi, chứ thật sự là món ăn. Ừ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử. Ngon. Được. Cái này giống cái thịt nách á. Ờ. Mới thấy được cái món này không cay. Cái món này ăn không ai biết nè. Cái này cũng vậy hả? Ý mày giống hồi câu cá. Cái này là kiểu bánh xì nách thôi mọi người. Mà bánh xì nách của nó làm sao mà có chút xíu gì. Cái gì đây? À biết, thấy mốc là lưỡi trong nấu ăn. Nó giống kiểu chả cá, dẻo dẻo ngon á. Ăn, ăn được mà. À tới Linh, cậu món gì không Linh? Để nó lãng nè, toàn nói. Ngu, ngon ăn. Đây, Linh còn món. Ủa thì Ngọc mua 8 món. Cái này giống sườn nướng á mọi người nè, nhìn cái hình nè. Đó. Đó, giờ Linh sẽ ăn cái này. Nó dịch nó nghe má. Hình như Linh thấy đa số món nào nó cũng nhỉ. Nó tầm hai mùi thôi. Chị nó giống mấy chang mùi nhau à. Cái món này ngon lắm, không dịch nữa đó. Thôi nói chung á mọi người ơi, ăn sơ sơ vậy thôi. Chứ sao mà review hết được. Đứa 8 món là review đủ hết những cái món trong đây luôn rồi đó mọi người. Đúng rồi.
Thì nói chung á, theo như Linh cảm nhận và thử nãy giờ á, thì Linh ăn 8 món đúng không? Thì 8 món thì chỉ có tầm 3 vị là khác nhau thôi. Còn nói chung là nó na ná và nó cũng chỉ cay và nó cũng chỉ thơm theo một cái vị. Đó. Thì buồn buồn thì mình ngồi mình ăn chơi thì ok. Chứ còn mà theo như mà ghiền á thì Linh không ghiền. Đây mọi người ơi, chốt hạ lại thì cái clip này là có món này là ngon nhất, xuất sắc nhất. Còn trong 36 loại này thì có tầm 4 đến 5 món là ok thôi. Còn mấy món kia thì nó cứ na ná vị của nhau ấy. Thôi bây giờ Linh với Ngọc xin kết thúc clip tại đây nha, tại vì cũng hết món review cho mấy bạn rồi. Thì nếu như mấy bạn có thích clip này thì mọi người hãy nhớ cho Linh và Ngọc một like và một subscribe. Và nhớ nhấn cái chuông để nhận thông báo khi mà Linh ra clip mới nha. Và có những yêu cầu nào mà bạn muốn Linh làm thì mọi người hãy nhớ comment ở phía dưới luôn nha. Linh sẽ lựa ra và làm theo. Ok, và bây giờ thì bye bye. Have you ever